Nhiều loại dâu, ví dụ như là Himberry, Asberry, Blueberry. Đấy, thế cho nên là dâu này vì là mọc sát đất cho nên được gọi là dâu đất. Vào đây thì vé vào cửa rất là rẻ, 6 euro cho cả nhà mình. Chắc là tính hai người lớn mỗi người 3 euro. Còn em bé thì không biết tiền. Vào đây ăn dâu bảy ngày, ăn dâu thoải mái, ăn dâu chán thì thôi, xong rồi đi về. Thế còn bắt đầu là nhặt dâu bao nhiêu thì ra ngoài tính tiền bấy nhiêu. Rồi, các bạn cùng Hương đi nhặt dâu đi. Dâu ở đây nhiều quá.
á, ngoài là cái chỗ này người ta chăm sóc cây dại ngoài nó có ra quả đây, nó ra hoa ra quả vô bờ bến luôn. Vài bữa nữa rồi đi hái cherry dại các bạn xem, thế ăn đấy là yên tâm. Mấy cái đồ này, cái này thổi thổi phù phù đi một cái là ăn được. Đây là dâu đầu mùa. Thường thì strawberry này nó hay có mùa vào từ cuối tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Thế là bây giờ là cuối giữa tháng 5, thế cho nên là dâu nó còn hơi bé. Đây, thường thì trung bình là các cái quả nó chỉ khoảng tầm từ này thôi. Nó nhỏ hơn là dâu của siêu thị. Dâu siêu thị ấy thì là phải to hơn quả này. Đó. Thế nhưng mà quả này thì là cái quả mà nhà Hương tìm mãi mới được. Thôi nhưng mà vào vườn mà ăn dâu tươi như này là thích rồi. Quả thì vì là nó mới mà kiểu cũng còn mới mới sang mùa hè mới nắng ấy cho nên là nó không được quá đỏ. Nhưng mà ăn thì rông rốt, là ngọt. Như các bạn thấy ở đây rất là sạch vì ở đây nó như kiểu có rơm ấy, người ta xếp một lượt rơm lên. Rất là sạch, đi lại sạch sẽ mà dâu mọc ra cũng chạm với chỗ rơm này, cũng giảm chỗ rơm này cho nên rất là sạch luôn. Ở Việt Nam mình thì không thấy có mấy cái chỗ vườn dâu tây ở Đà Lạt thì người ta hay trồng dâu tây trong các cái chậu và cách cao lên khoảng mặt đất khoảng tầm 1 mét. Xong sau đấy là dâu mọc rụng 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 xuống, nhưng ở đây thì người ta trồng trực tiếp dưới đất thôi. Bắt chiếc ông kia làm quả dâu được ăn dâu được rồi. Ôi nhưng mà quả này thôi nó to tướng ạ, nó còn đã hơn cái quả của anh nữa luôn á. Trời ơi. Trông ăn tại chân không? Trông ăn tại chân không? Nó đủ sạch cho nên là quả nó bóng nhẫy này. Và ở đây là hầu hết mọi người cũng đều là đến đây và ăn dâu luôn chứ cũng ít người mua về. Mọi người hay nói là mua cái này về thế xong rồi làm bánh làm trái á. Không cho tay cái này. Thích trông nóng cầm quẻ không? Vườn dâu này thì vườn dâu này rộng 1,2 hecta. Đấy các bạn có thể thấy rộng 3.000 luôn. 1,2 hecta. Dâu vừa vào đây đông lắm, phải đến 40-50 người ấy, đào mà bao nhiêu vẫn là tải hết được. Sau 2 tiếng lần mò ở trong cái bãi dâu, bây giờ mình đi ra và thành quả của mình đây. Hàng đao. Một hộp dâu to tướng. Hộp dâu này là 8 lạng rưỡi. Các bạn tưởng tượng được không? Hộp dâu 8 lạng rưỡi này với giá là 2.4 tính ra tiền Việt Nam khoảng tầm 60.000, 70.000 Việt Nam. Ôi trời ơi, dâu ngon hái từ vườn luôn. Thôi, chủ đề ngày hôm nay đi farm đến đây là kết thúc. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở trong những chủ đề lần sau. Nhớ like và subscribe kênh của Hương nhá. Bye bye.